không thể hiện một cách hợp lý, chúng ta cũng rất dễ thể hiện những sai phạm. Patrick đang đứng trước quả đá phạt. Lưới của Biểu Ngọc đã rung lên. Cú đá phạt của Patrick trong một tình huống đá phạt tưởng chừng như không nguy hiểm, chúng ta đã phải nhận bàn thua. Patrick là cầu thủ có khả năng đá phạt tốt. Tuy nhiên so với những cú đá phạt mà dù này đã thực hiện, những pha đá phạt mới đây không phải quá nguy hiểm. Niềm vui được dành cho các cổ động viên của đội chủ nhà. Trong hoàn cảnh bóng ướt sân chơi như thế này thì thử thách cũng là rất lớn. Và từ lúc này thì Biểu Ngọc đã bị đánh bại.